Okay, so xin ở phía bà thái lý dương bắt đầu mình riêng dương bắt đầu tiếp thái lý dương là riêng ông pika free split và free split nó miền hà dương trong bà cọ chùa rô nà mùi chùa cả lâm nà mùi nó bị dương scroll á ưu ta thà tình lấy bà chứa nó miền mà mờ nè và bắt đầu nó bị scroll tức nhé bạn bạn ở lời bạn bà xin dương màu cho cái màu xám này bạn employee ID bạn 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 last name bạn giống ấy chúng biết khác nhưng của bạn mờ thà ta từ thà ta chung môn điện được không nè được không last name anh ấy chỉ cái chữ first name anh ấy chỉ cái ở đằng chứng bà xin dương mà mở nét dương scroll mà mở nét chứng dương thử scroll lao từ lơ đó cho bạn đường thang ô anh ấy chỉ department và anh ấy chỉ cái chỉ phone đó bà phone ấy chứng location đấy của bạn chứng biết khác nhưng trong free view ở chỗ đầm mì bị dùng scroll từ sky na này dân tới coi dân đầu thang này chỉ department anh ấy chỉ last name anh ấy chỉ first name và anh ấy chỉ cái lịch tuổi sam chỉ biểu đi người dân tới bạn chỉ score á nên chúng ta nhận thừa chẳng mạch bà ở đấy dân cho đó nhé tại tôi cho mình freeze khi dân nơi freeze nơi mà đông là chứ nhân chất mới pick layout formula maintain freeze ok group oh view bạn nơi không view bạn ok nơi không view ní nhưng miền cái mùi đã thành freeze pan chân này ní dương ai freeze top row freeze first column và freeze top row freeze pan và keep row and column visible with the rest of the big scroll và như freeze top row nhưng cái top row địa top row lịch mùi nhé khi lịch mùi nơi nơi đà đấy nơi nơi chọn đồng đấy và lấy dương sang ăn free pen cho nhé và lấy dương select tạo món dương free free pen và tạo món dương đấy nhá free pen được free and free lấy free stop lại lấy chứ nhóm trong free hàng đi lấy nhóm select anh mà giác người select nhóm thư ra đi hàng select lấy nè free free stop đầu ok chứng cái nhé màu từ top đó định mùi cho bây giờ trong ban là lịch pin nè thời thơ mình ok chứ cái này ní bao dương là free span ní gì đó mọi miền option trong thà dương trong free mà đồng nào mà đồng nắng ấy cứ vì miền pi thế cứ free top row free first column và free top row free first column nâng chứng cái này ní bớt sinh based on current selection đang ní hiện tại nè worksheet scroll based on the current selection ok chứng bớt sinh chỉ based on collection selection lấy dương freeze cái này nâng và đây là chọn năng này thì chọn the first row chân cái này nó anh freeze màu bình máu chân cái này nó anh nó sâu lúc này chẳng là màu đó và này tôi chỉ first row bạn này tạo màu dương cho freeze top row và chân cái nghi xuống đến là dương ví dụ này home insert page layout ví dụ script dương chứ mà cái này dương miền chớn dương đăng ấy dương scroll tới dương đăng là vì sáng nó là chỉ last name chỉ first name chỉ f nó chỉ department chẳng hạn đấy free chứ cái này mùi tiền cái này mùi tiền lại ví dụ freeze and free máu cái này mùi tiền ở đây ví dụ đấy tên bạn đấy với cái này mùi tiền cho ngắt column ba column chẳng first column dương đã máu freeze first column ba cái column này kia chúng nó bị máu. Tao mới dùng scroll là bớt sân chỉ cần lâm dừng chớn, và bớt sân chỉ cần lâm dừng chớn, cứ nắng cứ nghĩ sâu mình tên mà dùng làm bệnh trị mới. Chúng các đi chỉ mua, bà chỉ mua, cứ thằng là ai đến chỉ mua mình. Tao mới mua nắng thưa cái department ấy, email ấy, phone number ấy, location ấy, dương số là ví dụ scroll ví dụ mười trẻ, đúng không? Và nắng tại tôi chỉ mua nắng phòng giáo dục và free pen, nó bị đại dương thưa càng nhiều form như bị thông vậy, giống bị sâu mười bạn. Ok cái này xong bật chạy cái này môn tính và mình men thay dương mình ai sẽ lệnh nhé là sang nhóm sẽ lệnh chế lệnh chân gọi score do như sẽ lệnh chư rô như dùng nó bà sẽ lệnh nó bật cái lắm nó chế lấy ưu tiêu thay nhóm trong freeze
first name bà nhưng nhung select column nữa bây giờ select đó cái hột model của nữa và em tạo mấy nhung cho từ can freeze đá nhưng cho là freeze pen freeze pen nữa cái này data based on current select bà ok cái nhé và bạn này cho first name dương dương sau đấy mà cái nhé video đấy bà video đấy ok bây giờ miền column chờ đôi ta tham miền chờ đúng chưa miền chờ như thế ok chứng tên này dương chờ chứng khi dương trong mưa ấy dương khoảng là scroll chứ mất châu là lấy chiếc bởi last name bà mũi tiện lấy dương ăn free spear máu chắc bà dương trong màn dương dương bà dương trong freeze rowing bà freeze rowing sử dụng mưa lời thay anh chè này lấy dùng bật thêm nữa dùng bật thêm rồi lực muốn insert bà dương insert mà dương insert mũi tiện bà lực muốn này dương thay thứ ban là lấy dùng đi ha và cho làm thích tại tôi cho mọi người dùng select mẹ sẽ lệnh chế thì bà mình sẽ lệnh chẳng nghe dân cái này ní dương trong thai dương dục anh ní chia mới dương sẽ lệnh nó có mấy dương free bà dương free có mấy dương mưa ok ô anh ní chụp anh ní chụp ăn free bà dương trong anh ní no 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 anh ní bà thở anh ní rồi xa anh ní dương lại xa đà dương mưa cái này niệm keep row and column visible while the rest of the works is scroll chứng dương trong keep dương keep anh nhé dương keep employee nhé bảo keep employee dương author select lưu viết dương select anh mình anh ấy sẽ bảo mù và chứng dương free mà free span và nhé ok đi chiều về để dương trong bán và chứng dương mình cầm nó thay chỉ first column chỉ first row đi coi là dương select một đồng nhé bên đó bị mù cái này năng này bạn cái những anh ấy tạo cho mình nó phải gọi freeze và cái này nó cứ khi nó bị miền option split miền ấy chẳng hạn ui thằng thằng chọn split ok lấy chúng ta chọn first name split mình thằng split chỉ pi và lấy chúng ta split mà nhé chỉ pi nhé tao bây giờ bỏ tiền máu nhé employee id last name first name anh ấy employee id last name last name được như anh nó split gọi là chỉ freeze nhé gọi là freeze nhé và cái này hay dương ăn hai mươi mấy máu ba được nhiều ok chứ người mới đến này cứ miền tây vẫn đang tại tôi chỉ muốn là freeze bà như freeze ghi số trong cái scroll mưa từ lần ấy đăng tha từ lần ấy nó không đọc bọn nào đọc bọn nào bạn ok chứ chụp lên nơi video bắt đầu tiếp bạn ok ở cuốn trang sẽ gặp cả tụi sinh